Xin chào quý vị và các bạn. Đây là khu vực bãi cây ven con sông Hồng, một nơi có không khí rất là trong lành, yên tĩnh. Không khí ấm áp của mùa xuân đã tràn về. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng tôi ghé thăm hợp tác xã Hoa và cây cảnh Thăng Long. Đợt này thì hợp tác xã cũng đã trang trí khu vườn rất là đẹp. Xin mời quý vị và các bạn vào bên trong để tham quan khu vườn và xem những sản phẩm của hợp tác xã. Trong đó có những sản phẩm phục vụ bà con chơi Tết, những cây hoa rực rỡ. Mùa xuân ấm áp đã về trên mọi miền Tổ quốc. Và những chú ong đang hút mật này. Những chậu hoa lan Sapa rất là tuyệt vời. Rất nhiều những sản phẩm đẹp phục vụ bà con chơi Tết. Xin chào bà con nhé. Hôm nay Trần Hiệp rất vui vì giới thiệu đến với bà con, cô bác, anh chị gần xa khắp miền Tổ quốc là hôm nay được hai cụ của trưởng ban, hai cụ là trưởng ban tổ chức Đình Làng Thọ Lão đã dành chút thời gian là vào thăm hợp tác xã Hoa cây cảnh Thăng Long chúng tôi và có đôi lời động viên với bà con. Đây cũng là niềm vui cho bà con xã viên chúng tôi. Và sau đây mời bà con nghe ý kiến chia sẻ của các cụ. Thế rất vinh dự cho chúng tôi là thay mặt cho các cụ Đình Làng Thọ Lão thuộc tộc Thọ Lão. Thế và cái hội sinh vật cảnh đã được thành lập năm 2019 tại Đình Làng. Rất cho vinh dự chúng tôi. Thế và từ khi đó đến nay thì hôm nay chúng tôi được vào tham quan nơi trưng bày để có những khách hàng đến để trưng bày cây cảnh để phục vụ cho Tết. Thế thì chúng tôi thấy là rất vui mừng và cũng xin chúc là bà con chúng ta là đã có những cái hàng mà được các sinh vật cảnh trưng bày là chúng ta rất phấn khởi và yên chí để chúng ta mua phục vụ cho ngày Tết để cho tạo điều kiện cho quê hương, nhất là làng Thọ Lão của chúng ta giàu mạnh. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin thay mặt chương trình xin cảm ơn các cụ và xin kính chúc các cụ sang một xuân mới thêm sức khỏe và nhiều niềm vui ạ. Vâng, xin chào các cụ nhé. Hợp tác xã Hoa và cây cảnh Thăng Long với mô hình làm cây và nhiều sản phẩm cũng rất là phong phú, được sự chung tay góp sức của rất nhiều bà con. Ngoài ra còn được sự quan tâm của các cụ. Đó là một cái niềm động viên và cái định hướng để hợp tác xã phát triển một cách vững chắc. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn xem tiếp một số sản phẩm của hợp tác xã nhé. Giới thiệu đến với bà con, cô bác và anh chị. Đây là một sản phẩm là cây trà lựu cổ truyền. Được các bà con xã viên và các anh em ở hợp tác xã chúng tôi bảo tồn và nhân giống. Hôm nay là giới thiệu đến bà con, cô bác để chúng ta cùng giao lưu một sản phẩm rất là độc đáo của hợp tác xã Hoa cây cảnh Thăng Long nhé. Cái hoành này của nó được vào khoảng 8 sen, chiều cao là được 37, đường kính là được 50. Cây này đang được báo là bằng 1 triệu nha anh em ạ, bằng 1 triệu cho sản phẩm này. Những cái nụ hoa của nó rất là mẫm này, màu đỏ rực rỡ. 1 triệu cho sản phẩm trà lựu cổ truyền này. Sản phẩm tiếp theo là một cây đỗ quyên. Giá của chậu đỗ quyên này đang báo với bà con chúng ta là 1.300.000 đồng. Chốt tại hợp tác xã Hoa cây cảnh Thăng Long. Mình sẽ đo đường kính cho bà con này. Đường kính là được 60. Đường kính tán là được 60 này. Chiều cao từ mặt chậu lên là từ mặt lên này là được 44. Chiều cao là 44. Đo từ dưới đáy chậu lên là được 60, tán 60, chiều cao 60. Giá đang được báo là bằng 1.300.000 đồng. 1.300.000 đã có một sản phẩm rất là đặc biệt để chơi Tết. Và cây đỗ quyên này thì đang ra rất là nhiều nụ. Nụ kín tán luôn này. Nụ này đúng tầm là chơi Tết nha quý vị các bạn nhé. Chỉ bằng một cây đào nho nhỏ bình thường mà ta có một sản phẩm rất là đặc biệt để chơi Tết. Bên này mình cũng đo qua để cho bà con ngắm rõ này. Đường kính là 60 này. Chiều cao từ dưới đáy chậu lên là cũng được 62 phân này.
62 sen này. Giá của cây này cũng là 1.300.000 đồng. Đây là một cây tùng chắc bách diệp của Nhật nhé, có giá 2,5 triệu đồng. Đây là cây trà nữa này. Đây là một cây trà. Cây trà này là trà đỏ nha bà con ạ. Trà này trà đỏ chứ không phải trà nịu, cây bên kia mà là cây trà nịu, bên này là cây trà đỏ. Giá của cây này báo với anh em là 1 triệu đồng. Nay Trần Hiệp sẽ giới thiệu đến với bà con tiếp theo đây là một tác phẩm thông đen của Nhật Bản. Cây này vừa được văn phòng hội sinh vật cảnh hợp tác xã Hoa Kỳ các năm đặt văn phòng tại Nhật gửi về. Và hôm nay sẽ chia sẻ đến với bà con cô bác. Giá của tác phẩm này là 15 triệu đồng. Và sau đây mình sẽ đo qua để cho bà con và anh em biết số đo nhé. 15 triệu đồng. Mình sẽ đo chỗ này cho bà con biết này. Đo đúng chỗ khuỷu đấy nhá. Quanh ở đó chỗ này mình đo là được 40. Được 40 cm. Chiều cao là được 63 cm. Tàn ngang được 60 cm. Giá là 15 triệu đồng. Hoành là 40 nha các bạn, đo chỗ điểm này nè. Hoành là 40. Chiều cao là 63 cm. Tán rộng là 60 cm. Giá đang được báo là bằng 15 triệu đồng chốt tại hợp tác xã Hoa cây cảnh Thăng Long Hà Nội. Anh em nào kết thì cứ alo cho Trần Hiệp hoặc liên hệ các số điện trên trang. Một cây thông đen là Nhật Bản. Quý vị các bạn xem kỹ nhé. Chân đế này, già này các bạn. Đường chuyển của thân cũng rất là hay này. Mình sẽ quay thật từ từ để cho anh em ngắm nha. Cả phần lỗ được tạo tác cũng rất là nghệ thuật. Giá 15 triệu đồng anh em. Giá 15 triệu đồng một cây thông đen Nhật Bản rất là lâu năm rồi. Chỉ bằng một cây xanh phôi bình thường. Cây này anh Hiệp ước tính độ tuổi của nó khoảng bao lâu? Độ tuổi này thì để mình nói theo lời của các bác ở bên Nhật ấy. Các bác nói là trên 70 tuổi rồi. Trên 70 tuổi rồi. Hôm nay Trần Hiệp sẽ giới thiệu đến với bà con cô bác anh chị một số sản phẩm đồng đang được trưng bày ở tại hợp tác xã Hoa cây cảnh Thăng Long Hà Nội. Đây là một bộ đồng hồ cổ của Pháp đã du nhập vào Việt Nam theo như bà con xã viên giới thiệu. Chiếc đồng hồ này đang được độ tuổi là 130 năm rồi. 130 năm rồi. Và hai bên là hai chiếc đèn nến. Anh Huân quay thật kỹ vào để cho bà con chúng ta ngắm chi tiết từng chi tiết nhỏ một. Đấy. Mặt trước và mặt sau. Quý vị các bạn xem kỹ những cái họa tiết của nó nhé. Tôi nghĩ đây là một trong những chiếc đồng hồ rất đẹp của bà con xã viên gửi về trưng bày tại hợp tác xã Hoa cây cảnh Thăng Long Hà Nội. Còn đây là mặt sau của chiếc đồng hồ. Đến 4 giờ phải đóng thì mới đóng được. 4 giờ thì mình mới phải phục đồ trong mới về giờ là. Mình sẽ đo chiều cao cây nến này cho bà con biết. Chiều cao của cây nến này được 90. Chiều rộng từ nến nọ sang nến kia là được 40, cao 90, rộng 40. Chiều cao của chiếc đồng hồ được 80. Hai đôi nến này là cao 90 mà đồng hồ là cao 80 này. Và giá hiện nay bác đang báo ở tại hợp tác xã Hoa cây cảnh Thăng Long Hà Nội với một bộ đồng hồ cổ và hai cây nến là được báo bằng 180 triệu. 180 triệu bộ sản phẩm này nhé. 180 triệu bộ sản phẩm này bà con. Bao gồm một đồng hồ,
hai cây nến và hai cây nến, một sản phẩm rất là giá trị. Đây là một đôi nọ lộc bình này, bên kia một chiếc này, sẽ đo chiều cao cho anh em. Chiều cao là 60, 80. Giá của đôi nọ này đang được báo với bà con là 7 triệu đồng. Cả bên kia một chiếc nữa, bác Huân quay kỹ cho bà con nhé. Một bộ gọi là phúc lộc thọ. Theo bà con xã viên giới thiệu, đây là bộ này là bằng gỗ chắc 100% đây. Bác Huân quay thật kỹ đây, đây đường vân gỗ chắc vẫn còn nguyên đây nhé. Đây là phúc này. Đây là cùng lộc này, một bộ này. Phúc lộc thọ này. Đây là ông thọ này. Mình sẽ đo qua để cho các bạn xem biết chiều cao của bộ này là nhá. Chiều cao là được 32 này. Như nhau này, chiều cao 32 này. Rộng là được khoảng 13 cm, 14 cm. Giá một bộ này là đang được báo là bằng 7 triệu đồng nhé. Bằng gỗ chắc. Anh em chúng ta có thể nhanh tay để chốt bằng bộ gỗ chắc rất là quý này. 7 triệu đồng. Một bộ này. Phúc lộc thọ. Chiếc đây là một chiếc bag nằm theo tích giả cổ của Trung Hoa Quốc. Đây. Giá mỗi một chiếc này là bằng 1 triệu đồng một chiếc, một đôi nó là 2 triệu. Bên kia một chiếc bác Huân quay đây. Anh Huân quay được kìa. Đây còn một chiếc nữa nhé. Đây là một chiếc đèn gốm này. Giá là bằng 1 triệu 8 một chiếc. Đây là một chiếc be. Cũng nằm theo giả cổ của Trung Hoa Quốc. Là giá bằng 1 triệu đồng một chiếc. Một đôi là 2 triệu. Định bằng gốm ní chiết này là hình như làm theo, mình cũng không sành về cái này đâu. Thế nhưng các bạn bảo nó làm theo phong cách của thời Lý. Giá năng được báo bộ ấy là bằng 7 triệu đồng. Đấy, cái đây gì? Là hai con rồng này. Làm theo của thời Lý đấy. Cái này mình không sành về cái tích này đâu. Nên là phải nói rõ với bà con đấy. Thế nhưng bà con xã viên đem đến và giới thiệu và làm theo phong cách đời Lý. Hai con rồng trồng mặt nguyệt. Chiều cao của bộ định này mình sẽ đo qua để anh em biết này. Chiều cao là được 56. Còn đây là một đôi lọ hoa cũng làm theo giả cổ của Trung Hoa. Đây là nước long trầu nguyệt này này. Giá là 2 triệu đồng một chiếc. Cũng là chất men dạng giả cổ này. Chiều cao là được 58. Hoành là được 97. 2 triệu đồng một chiếc bà con. Hàng rất là đẹp. Cả bên trong cũng được phủ men dạ này. Còn đây là cái này gọi là cái gì bà con nhỉ? Mình cũng chưa biết là gọi là be hay là bình hay là hồ lô này. Bà con giới thiệu này, bà con. Cái này gọi là cái gì bà con? Chưa biết được tên thì nó chưa biết rồi thôi, cứ nhờ bà con đọc hộ nha. Giá là bằng 1 triệu đồng một chiếc bình này, mình gọi là chiếc bình. Cứ gọi là chiếc bình thì cho nó dễ. Còn đây chắc chiếc này là chiếc be rượu rồi, đúng rồi này. Đây, chiếc be này này. Giá là 1 triệu đồng. Một đôi là 2 triệu bà con nhé. Bên kia còn một chiếc nữa nhé. Đôn Đồng Nai này. Cao là 55 phân này. Đường kính của nó là được 42. Giá đang báo là 1 triệu 200 ngàn đồng bà con ạ. Sản phẩm tiếp theo này. Sản phẩm tiếp theo đây là một cái bình để cắm hoa hay là để chúng ta gọi là cái khay, cái chậu đi. Cái khay chậu này. Giá đang được báo là 650 ngàn. 650 ngàn. Đôn này này. Đôn này cũng bằng 1 triệu 200 ngàn đồng. Cái khay này có thể dùng để cắm hoa hoặc cũng có thể dùng để đựng nước và thả hoa ở trên.
đây giới thiệu với anh em và bà con, đây là một ngồng nan hồ điệp ấy. Cái ngồng nan này Trần Hiệp mà báo với bà con là 300.000. 300.000 một cây lan hồ điệp đấy nhá. Được cả cái chậu đẹp này. Chậu này đo cho bà con rõ này. Đường kính của nó là 55 này. Chiều cao của nó là được 30 này. Giá chiếc chậu này bằng 750.000. Cái đôn ở dưới là bằng 1.200.000. Còn bên này là một chiếc chậu đồng nai có giá là 1.500.000 đồng. Đường kính của nó là 54. Chiều cao là 25. 1.500.000 đồng. Với cái đôn nó cũng là 1.200.000 bà con. Còn phía trên đây tôi là một giò lan hồ điệp này. Ba màu này. Vàng, tím, trắng này. Đang được các nghệ nhân của chúng tôi cắm trên một cái chậu. Cả lan này, cả chậu này chúng tôi đã cắm sẵn như thế này. Cái chậu này là 3.500.000 này. Và cả lan chúng tôi cắm nó thành tổng thể là 6.500.000. Như vậy là tính riêng lan là 3 triệu. Và cái chậu này là 3.500.000. 6.500.000. Một cái chậu được vẽ hình hoa sen. Đây là giới thiệu với bà con, đây là một chiếc chậu để cắm lan về Tết đây nhé. Mình sẽ đo cái đường kính của cái chậu này cho bà con. Đường kính là 56. Chiều cao từ mặt đất lên cả đôn của nó nhé, là cao là 55 phân, giá là bằng 1.500.000 đồng. Cái chậu này chậu liền nhé. Nếu mà muốn thả nước cũng được, mà muốn để lỗ thoát nước thì khoan cũng rất là đơn giản các bác nhé. Giá 1.500.000 đồng. Đây giới thiệu với bà con, đây là một chiếc chậu đại để cắm lan hoặc thả sen tùy theo ý thích của từng gia đình một, nhưng mà theo như mình là cắm lan rất là đẹp này. Cái chậu này là có cái đường kính là 94 này. Đường kính là 94 cm. Cao từ dưới đáy lên là bằng 71 cm. Giá đang được báo là 4 triệu đồng bà con. 4 triệu đồng. Bác xem hoa văn của nó này, cũng khá là sắc nét và tinh xảo. Chậu bên kia bên này nó đều có kích thước như nhau nha, và giá cả như nhau. Được trang trí theo từng cặp một. Những sản phẩm cực kỳ đặc biệt và quý hiếm để phục vụ bà con chơi Tết của Hợp tác xã Hoa và Cây cảnh Thăng Long đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn.